Cái này là cái gì anh? Quê gọi cá bùng bú. Bao nhiêu tiền cân vậy? Con cá sóc là con nào? Bùng bú 280. Con cá sóc là con cá nào? Đây là anh bán cá nha các bạn, mình tới ngay chỗ điểm bán cá đây nè các bạn. Mua bữa nay tính ăn cá lẩu cá mú nha. Bắt em con đi anh. Ở đây cũng có chỗ bán tôm càng luôn nha các bạn. Đây tôm càng nè. Tôm này nhiêu ký chị? 250 nha. Rồi. Bữa làm nào mình sẽ làm một mâm hải sản. Có tép đất luôn các bạn. Rồi. Để sống hay làm gì kìa? Rồi cứ để sống mang về em nấu lẩu vậy. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Quang Bò TV. Hôm nay mình có đi chợ mua được con cá này các bạn. Đây, cá này ta kêu cá mú nha các bạn. Đây, mình đổ ra cho các bạn coi. Đây, mới đi chợ mua được con cá mú luôn các bạn. Đây, cá này 1,5 kg nha các bạn. Chứ không nhỏ đâu. Đây. Mình sẽ chế biến món lẩu nha các bạn. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Để mình làm cá rồi mình làm món lẩu cho các bạn cùng ăn với mình nha. Thì mình đi làm cá xong đó các bạn, mình có chuẩn bị mua thêm một ít nghêu với lại tôm các bạn, mua thêm con cá lăng vàng này nữa chứ để nó thiếu, mình sợ nó thiếu các bạn. Còn thành phần nguyên liệu thì có một cái củ hành tây ha, một cái củ hành tây ha các bạn, với lại ớt với lại nửa trái thơm. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn chanh đó các bạn, chanh này để hồi mình đem vô cái nồi nước cho nó ra chua, cho cái hũ lẩu chua nó hải sản nó không có đủ gia vị nha các bạn. Cho nên mình có chuẩn bị chanh sẵn luôn nè, để mình dắt ra ngồi mình để hộp như vậy. Đây là một hũ lẩu chua hải sản nha các bạn. Đó. Và 3 muỗng ăn canh này nha các bạn. 3 muỗng ăn canh này nước mắm ngon. Và nửa muỗng gia vị để nêm là hạt nêm nha các bạn, với nửa muỗng bột ngọt. Ở đây là một muỗng muối và một muỗng đường, này tương đương một muỗng đường. Đây mình xài đường phèn chứ không xài đường cát nha các bạn. Rồi bây giờ để mình đi pha chế vô cái gia vị đó vô trong cái nồi lẩu nha các bạn. Đây mình có chuẩn bị cái nồi nước xương sẵn rồi các bạn, xả đồ mình hầm sẵn rồi. Bây giờ mình cho cái hỗn hợp nguyên liệu này vô ha, thơm trước nha. Thơm với ớt đồ trước, được cái củ hành mình để hơi để sau chút cho nó bay mùi thơm nha các bạn. Rồi. Mình cho nước mắm vô luôn nha các bạn. Rồi, tới thành phần hỗn hợp này cho vô đường với lại hạt nêm với muối. Cái chén chanh cốt chanh là sau cùng nha các bạn. Cái chén cốt chanh là sau khi mình tắt lửa rồi mình mới cho chén cốt chanh vô, chứ nếu các bạn cho vô sớm nó sẽ bị đắng thì cái nồi lẩu nó không ngon nha các bạn. Cái này dùng cho hai nồi lẩu chứ không phải là một nồi nha các bạn. Nồi nước mình dùng. Bây giờ mình chuẩn bị cái nồi nước xong rồi nè các bạn. Đây, cho các bạn coi cái nồi nước mình chuẩn bị xong ha. Bỏ củ hành vô với lại nước cốt chanh lên nha. Giờ bắt đầu mình cho phân nửa cái nước cốt chanh của một phần lẩu thôi. Chờ lời phân nửa nha các bạn, nhiều quá nó chua lắm. Rồi mình để cho nó sôi, bắt đầu mình thả cá vô nha các bạn. Rồi bắt đầu mình thả cá vô nha. Bây giờ mình nó cũng đang chuẩn bị sôi đó các bạn. Mình cho cái dĩa cá của cái con cá
mú trước nha các bạn, cá mú nha. Lẩu cá mú này là tại mình chế biến ra thêm con tôm với lại con nghêu ấy, cho nó ngọt nước giống như lẩu hải sản rồi các bạn. Còn thường khi là người ta chỉ làm cá mú thôi, mình cho thêm nghêu rồi vô cho nó ngọt nước nha các bạn. Mình chắc mình nghĩ mình không ăn cái đầu đâu, mình làm một khứa đi các bạn. Đây, cửa hai cửa cái mấy con tôm hết rồi, mình thả vô cho nó ngon nha các bạn. Để mình thả vô nhiều quá rồi mình cũng làm thử một hai khứa con cá này. Cá lăng này các bạn, đây cá lăng vàng này các bạn, cá lăng vàng của nước ngoài á, mình cũng mua thêm để mình sợ thiếu, mình cũng làm một hai khứa ăn thử cho biết nha. Rồi giờ mình đậy nắp một giờ cho nó sôi các bạn. Chuẩn bị bún. Đây bún rồi các bạn, bún mình để đây. Nồi này nó lẹ sôi luôn các bạn thấy không, nhanh lắm. Nồi này là nồi tóc hành rồi các bạn thấy không, 30 giây là lên liền. Mình thưởng thức cái nước với lại cái cá trước rồi xong rồi mình bỏ rau vô nha các bạn. Mình bỏ rau vô cho nó không còn, bỏ thì mình bỏ cà chua vô coi cho nó ra cái nước cho nó ngọt đây nha. Cho nó chua chua ngọt ngọt cái nước, cái nấu lẩu mà các bạn có cà chua với thơm cái nước nó thanh lắm, nó không có chua chua mà dạng chua hổn nha các bạn, nấu giống như là ấy đâu. Giống như là những cái loại khác. Như me rồi là nó chua ái các bạn, còn cái này là có cà chua với thơm vô là nó sẽ chua dịu, chua có vị ngọt các bạn. Để mình đậy thêm chút nữa cho nó an toàn nha các bạn. Giờ đồ hải sản với đồ cá mắm tôm nuôi không cho nên mình thử ra mình sợ lắm các bạn. Cá ngon quá các bạn ơi, cá tươi rối. Cá này chỉ rưỡi đó các bạn, sáng mình mua, còn con này là 1 kg nữa các bạn. Cá lăng này 1 kg, mình sợ thiếu mình mua thêm 1 kg nhiều nữa, nửa ký tôm nữa các bạn. Rồi để mình giảm lửa xuống nha các bạn. Sôi quá rồi. Mình đổ chắc lẽ nó chín rồi các bạn. Nhiều chín rồi các bạn ơi. Rồi nhiều vừa chín tới luôn các bạn. Là các bạn dùng với mình nha. Quá trời ngon rồi các bạn ơi. Đây con thứ hai luôn rồi các bạn. Nhiều là để mình làm cho ngọt nước nha các bạn. Đây tôm nữa. Mời các bạn dùng với mình nha. Để cái đây cho nó nguội chứ trong chén nó nóng lắm các bạn. Để cho nó nguội mình thử miếng nước nó như thế nào nha. Ừ,
ngon quá các bạn, tuyệt vời trên tuyệt vời, vừa ăn luôn các bạn, ngon quá. Để mình thử miếng nghêu với nước mắm nó như thế nào. Ngon, ngọt, ngọt mà ngon nha các bạn. Nghêu vừa chín tới nữa mà, quá ngon các bạn ơi. Rồi cá chín rồi các bạn, cá này cá mú nha các bạn, cá mú chín rồi. Nè, cá này cũng chín luôn rồi các bạn, chín luôn rồi, cá lăng cũng chín luôn nha các bạn. Để cho mình vớt ra ngoài để nó nguội các bạn, để nó nóng quá tí mình ăn được, khứa lớn quá để mình sợ chờ nó tí đi, mình múc miếng nước mình ăn nha các bạn, lấy miếng nước vô cho bún cho nó nóng. Rồi mình sẽ thả rau ra nha, thả rau vô. Mời các bạn dùng cá với mình nha, cá chín rồi. Đây mình đang thử cá lăng các bạn, dai mà chắc nha các bạn, thịt ngọt dai chắc béo. Tuyệt vời quá. Đây là rau, mình có chuẩn bị cái rau cần ruộng nha các bạn, và một ít rau muống đồng là rau muống đỏ đó các bạn, rau muống này rau muống đồng này. Rau muống này mình không sợ thuốc nha các bạn, rau muống đồng và rau muống đỏ. Còn không tưởng tượng được các bạn. Chẳng mình mua cái gì thì còn sống, đúng hai con này còn sống đó là. Về còn sống nhảy lên đặt rồi mình mới làm. Trời nóng mình ăn lẩu nó đổ mồ hôi. Mình cũng thích lắm nhưng mà bữa nay có bà chị bà mời rồi mình sẵn mình thấy cá ngon quá rồi mình mua luôn các bạn, mình làm lẩu mình ăn như vậy, giả lại lâu quá mình chưa dùng đó. Ăn rất là ngon tuyệt vời đó, các bạn cứ làm theo cách của mình thôi, y như công thức mình chỉ đó, là tuyệt vời nha các bạn. Còn cái thành phần mà sau đó các bạn phải nên nhớ là sau cái chanh cuối cùng đó, tắt lửa mình để lên bếp mình đun lại đó, thì nó nguội rồi bớt rồi đó. Thì mình hãy cho chanh vô nó không đắng lên cái nồi lẩu của các bạn nha. Còn các bạn mà cho vô nấu luôn là nó sẽ đắng cái nồi lẩu của các bạn. Còn cái thành phần trên công thức kia thì các bạn đã thấy rồi, nãy mình có nói khúc đầu rồi cho nên giờ mình không nhắc lại nha các bạn. Rau chín luôn rồi các bạn. Thật sự là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời.
bằng 2.4 các bạn. 2.4 hai thước cá hai con tôm. 4 5 con nghêu các bạn. 2 4 6 7 con nghêu luôn các bạn. Thôi giờ no quá rồi, thôi bây giờ mình xin dừng ở đây. Hẹn các bạn ngày mai mình sẽ làm một cái video clip mới, mời các bạn cùng thưởng thức với mình. Nếu các bạn thấy kênh mình hay, các bạn nhớ đăng ký, ủng hộ, chia sẻ giùm mình. Chào tạm biệt, cảm ơn các bạn nha. Hẹn ngày mai gặp lại. Bye bye.